Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn cách rán thịt. Đầu tiên mình chuẩn bị thịt. Thịt mua về mình thái miếng ra. Thái miếng theo thớ thịt đấy các bạn. Thì các bạn thái theo thớ ngang. Thì khi cắn miếng thịt nó sẽ không bị dai. Tiếp theo mình sẽ bắt chảo lên bếp, nấu cho nó nóng chảo lên và đổ dầu vào. Đổ vào nấu nóng chảo nha các bạn. Sau khi mỡ nó đã nóng thì mình cho thịt vào. Khi mình rán thịt mình không nên để lửa to các bạn, để lửa riu riu như này thôi nhá. Nếu mà để lửa to ấy mình sẽ bay bớt mất sắc. Riu riu này cốt ngọt ra nó còn ngấm mất thịt ấy. Rán đều cần, nó cần cháy đều hai cạnh là được. Mật miếng thịt. Mình sẽ đợi cho thịt nó vàng một mặt thì mình lại lật. Đến khi nào mà thịt nó vàng đều hết hai mặt thì lúc đấy là mình đã hoàn thành món thịt rán các bạn ạ, hay còn gọi là thịt chiên mỡ đấy. Món thịt rán này mình có thể mang mình ăn chấm mắm, hoặc là nếu mà mình muốn đậm thì mình đánh nước muối mì chính mình đổ vào, mình rang lên lại thành món thịt rang. Còn đây là mình hướng dẫn các bạn là thịt rán, thịt chiên mỡ. Đấy, các bạn thơm quá các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau nha.